1-0, 2-0, 3-0, rồi 4-0. Ao trình và hoàn toàn hủy diệt. Manchester City đè bẹp nhà vua Nam Mỹ Fluminense để dễ dàng bước lên đỉnh thế giới với tư cách là nhà vô địch FIFA Club World Cup 2023. Vậy là Pep Guardiola đã giành mọi vinh quang có thể cùng đội bóng trụ sở Etihad sau gần 8 năm làm việc ở xứ sở sương mù. Quan trọng hơn nữa, Man City đã chinh phục thêm một cột mốc kỳ vĩ nữa để khẳng định tầm vóc vĩ đại của mình trong lịch sử làng túc cầu. Với cú ăn nằm thần thánh, điều mà họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến ở thời điểm cách đây 2 thập kỷ. Theo đó, nhà đương kim vô địch Champions League ra sân trong trận chung kết cuối cùng của năm 2023 với đội hình có chất lượng rất cao. Dù cho Erling Haaland và Kevin De Bruyne không có mặt, 11 cầu thủ đá chính của The Citizen vẫn là những cái tên mang lại niềm tin lớn nơi người hâm mộ. Ở chiều đối diện, các fan bóng đá có lẽ chỉ quen mặt với hai lão tướng Marcelo và Felipe Melo của Fluminense. Sự chênh lệch khá rõ được nhìn thấy trước cả khi bóng lăn, nhưng có lẽ ít cổ động viên nào tưởng tượng ra cách mà trận chung kết bắt đầu. Nguyên nhân là do bàn thắng đã đến ngay từ giây 41 của hiệp 1. Theo đó, dấu ấn lớn nhất xuất phát từ cái tên ít ai ngờ đến, Nathan Ake. Hậu vệ người Hà Lan đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để đón lõng pha bóng lỗi của Marcelo trước khi tung ra cú sút trái phá về phía khung thành của Fluminense. Cột dọc đã cứu nguy cho đại diện Nam Mỹ, nhưng với việc đứng ở vị trí rất thuận lợi thì Julian Alvarez đã chạm được vào bóng để nhanh chóng phá lưới đối thủ. Một sự khởi đầu đầy thuận lợi với thầy trò Pep Guardiola và đại diện giữ sự sương mù còn có tham vọng sớm gia tăng cách biệt khi pressing quyết liệt trong 5 phút đầu trận. Ở chiều đối diện, đến tận phút 12 thì Fluminense mới có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên. Tuy vậy đó là cú sút xa thừa lực nhưng thiếu chuẩn xác, mang nhiều tính giải tỏa. Rõ ràng đội bóng Nam Mỹ đang gặp khó trước Manchester City hùng mạnh, nhưng rồi đoàn quân của Pep lại suýt phải trả giá vì sự chủ quan. Phút thứ 17, thủ môn Ederson đã có đường truyền thẳng vào chân cầu thủ đội bạn và ngay lập tức bóng được đưa đến chỗ của tiền đạo German Cano. Trụ cột Fluminense không thể ghi bàn nhưng lại di chuyển khá hay để buộc thủ thành Ederson phải phạm lỗi. Trọng tài chính lập tức chỉ tay và chấm phạt đền và các fan Man City thực sự sống trong sợ hãi. Thế nhưng trọng tài biên đã giúp thủ thành của The Citizen thoát khỏi cái mác tội đồ khi căng cờ để phủ quyết quyết định thổi penalty trước đó. Công nghệ bắt việt vị bán tự động cũng nhanh chóng phát đoạn băng làm chậm để làm rõ việc German Cano di chuyển sớm nửa giây một cách rất đáng tiếc. Tất nhiên sau khi thoát hiểm một cách may mắn thì Man City đã sớm lấy lại tinh thần để tiếp tục là bên cầm bóng nhiều hơn. Sự lấn lướt đó còn đem đến hiệu quả phút 27 khi một đường truyền rất hay đưa bóng đến vị trí của Phil Foden trước khi ngôi sao người Anh có cú ra chân quyết đoán. Tuy vậy điểm nhấn lớn nhất trong tình huống này phải là xa lăn xả không đúng lúc của trung vệ Nino. Cầu thủ bên đội bóng Nam Mỹ đã tự đưa bóng vào lưới một cách khó hiểu và thiếu may mắn và cách biệt trên bảng tỷ số đã là 2 bàn. Điều này buộc Fluminense phải lồn lên để tìm kiếm chút hy vọng. Thế nhưng với chất lượng chuyên môn vượt trội thì Man Xanh nhanh chóng bẻ gãy các đợt lên bóng của đội bạn để giành lại thế trận. Thậm chí nếu có sức càn lướt tốt hơn thì Phil Foden có thể nâng tỷ số lên thành 3-0 ở tình huống xâm nhập vòng cấm ở phút 31. Thế nhưng các khán giả trên sân vẫn có thể hài lòng với chất lượng chuyên môn ở nửa sau hiệp 1. Cả hai bên đều chơi cởi mở và có cơ hội chọc thủng lưới đối phương. Bên phía Fluminense, sự cố gắng của họ thể hiện ở pha đánh đầu ở phút 39 của một ngôi sao đến từ bóng đá Nam Mỹ. Chỉ có sự xuất sắc của Ederson mới cứu thua cho Man City và các fan của ông lớn nước Anh cũng có quyền tiếc nuối khi MC đã bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn trước giờ nghỉ. Vậy là nửa đầu trận đấu đã khép lại với lợi thế lớn dành cho ông lớn giải ngoại hạng và sự lấn lướt tiếp tục được thể hiện trong hiệp 2. Cụ thể, Bernardo Silva với cú đánh đầu ở cự ly gần suýt nữa đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Vài phút sau đó, đến lượt Phil Foden phải tiếc nuối khi cú sút xuất phát từ tình huống phối hợp đá phạt hay đã không thể đưa bóng vào lưới. Bên kia trên tuyến thì John Arias là cái tên nhận được khá nhiều sự chú ý, nhưng chân chạy cánh này vẫn chưa đủ xuất sắc để tạo ra đột biến về phía khung thành của Ederson. Không những vậy, đại diện của Brazil còn tiếp tục để thủng lưới ở phút 72. Dấu ấn đến từ vị trí của Julian Alvarez khi nhà vô địch thế giới 2022 có đường truyền cực đỉnh dành cho người đồng đội Phil Foden. Tuyển thủ Tam Sư lần này đã không mắc một sai lầm nào để khẳng định chiến thắng dành cho nhà đương kim vô địch Champions League. Chắc chắn họ đã vô địch FIFA Club World Cup và Pep cũng nhanh chóng thực hiện vài sự thay đổi người. Tất nhiên Fluminense cũng không buông xuôi mà muốn có ít nhất một bàn thắng danh dự. Phút 78, John Kennedy có cú dứt điểm khó nhưng Ederson vẫn đang chơi rất tập trung. Dường như thần may mắn hôm nay hoàn toàn quay lưng với đội bóng xứ sở Samba và việc họ để thua thêm chỉ là vấn đề thời gian.
Cụ thể thì Alvarez tiếp tục là cái tên tạo điểm nhấn với pha xử lý rồi dứt điểm miễn chê ở phút 88. Pha lập công kể trên cùng tình huống mở tỷ số giúp nhà vô địch thế giới 2022 được bình chọn là ngôi sao hay nhất trận và ít ai có thể phàn nàn về cập nhật đó. Thậm chí chuyên trang thể thao SofaScore còn dành tặng tiền đạo Nam Mỹ số điểm 9,4 và để làm nổi bật dấu ấn của anh trong ngày mà Erling Haaland không có mặt trên sân. Quay lại trận đấu thì tỷ số 4-0 đủ để mô tả sự tưng bừng của một trận chung kết. Do đó trọng tài chính không để thời gian bù giờ diễn ra quá lâu mà lập tức hồi còi mãn cuộc. Ngay lập tức các thành viên trong ban huấn luyện cùng các cầu thủ dự bị của MC tràn vào sân chia vui cùng các đồng đội. Tất nhiên do sự chênh lệch giữa hai câu lạc bộ nên các ngôi sao của Manchester City cũng bắt đầu ăn mừng cách khá từ tốn. Đến cả huấn luyện viên Guardiola cũng tranh thủ động viên một vài cầu thủ Fluminense trước khi dành tặng những chiếc ôm dành cho từng học trò. Bên cạnh đó, Kevin De Bruyne cũng nhanh chóng có mặt trên sân để đợi chờ chiếc cúp vô địch xuất hiện, và đó mới là cảm xúc được đẩy lên cao trào. Thêm một chút điểm nhấn nữa, khi người nhận trọng trách cầm cúp ra là huyền thoại của AC Milan, Ricardo Kaká. Dẫu vậy, ai cũng hiểu giờ không phải là lúc tán dương về điển trai của chủ nhân của bóng vàng năm nào. Spotlight phải thuộc về những người đang nở nụ cười rất tươi trên bục nhận giải. Theo đó, phần lớn các cầu thủ thuộc biên chế của Man City chưa từng vô địch FIFA Club World Cup trước đây, nên họ rất trân trọng, vinh quang vừa có được. Ở chiều hướng may mắn hơn, thì rất nhiều thống kê kỳ vĩ mang dấu ấn cá nhân đã đến với vài thành viên thuộc biên chế của ông lớn nước Anh. Cụ thể thì Mateo Kovacic tiếp tục thể hiện cái duyên ở sân chơi Liên Châu Lục cấp độ câu lạc bộ khi đã lên ngôi lần thứ 5 cùng 3 câu lạc bộ khác nhau. Con số này với Pep Guardiola là 4 lần đăng quang với cương vị là huấn luyện viên tại Barca, Man City và Bayern Munich. Không chiến lược gia nào làm tốt hơn ông thầy sự đấu bò ở thông số vừa nêu. Và mọi chuyện có ấn tượng hơn nếu ta biết được đây là danh hiệu thứ 37 trong sự nghiệp cầm quân của thiên tài 52 tuổi. Thậm chí một số fan tỉ mỉ còn tính ra được Pep chỉ cần đợi 23 trận đấu để có được một lần đăng quang. Và có lẽ thuyền trưởng Man City sẽ còn ở top đầu của môn thể thao vua một thời gian rất dài nữa. Thêm một chút ngưỡng mộ khác khi ta chuyển đối tượng soi xét sang Julian Alvarez và nhận ra chàng trai 23 tuổi này dường như đã có tất cả khi còn quá trẻ. 14 danh hiệu từ World Cup, Champions League, Copa America cùng rất nhiều chiếc cúp cao quý khác đều được nhân tố sinh năm 2000 chinh phục. Và không ai trong làng túc cầu hiện tại bắt kịp cầu thủ của Man City về tốc độ đăng quang. Tất nhiên bên cạnh nụ cười thật tươi cũng là những ánh nhìn với tâm trạng nặng trĩu. Điều đó đáng tiếc thay không chỉ dành cho các cầu thủ Fluminense mà còn đến với những cập nhật về chấn thương của Rodri. Ngôi sao vừa nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất FIFA Club World Cup đã không thể hoàn thành trận chung kết mà phải rời sân sớm trong hiệp 2 do vấn đề ở đầu gối. Ai cũng hiểu Man xanh phiên bản không Rodri đá tệ ra sao. Và có lẽ chính những cập nhật kỹ hơn về tình hình thể trạng của ngôi sao xứ đấu bỏ mới là thứ được các fan MC quan tâm nhất vào lúc này. Dù vậy, đó vẫn là câu chuyện của tương lai. Các thời điểm hiện tại, đội chủ sự Etihad hãy cứ tận hưởng cảm giác là đội bóng mạnh nhất hành tinh trong một năm tiếp theo đi đã. Họ đã có 12 tháng cực đỉnh và hãy cứ thong thả một chút trước khi tìm cách duy trì vị thế thống trị của mình. Nhiệm vụ đó tuy khó nhưng đâu phải là bất khả thi với đoàn quân xuất sắc dưới thời của Pep Guardiola. Xin chào, lại là mình đây, Mai Anh Tài đây. Trong thời gian tới, ekip bọn mình sẽ mang đến cho anh em món ăn tinh thần mới mang tên Huấn luyện viên Mai Anh Tài Discovery. Đây sẽ là nơi anh em tìm thấy mọi thứ ngoài bóng đá, ngược dòng lịch sử nói chuyện với Tuần Thủy Hoàng, hóa thân thành thám tử đối đầu với Jack the Ripper, cùng Armstrong bay vào không gian khám phá vũ trụ hay thử làm người giàu. Khám phá thế giới, giải mã bí ẩn, góp nhặt kiến thức thú vị. Hãy subscribe để ủng hộ chúng tôi nha. Tất cả đang chờ đợi anh em tại Huấn luyện viên Mai Anh Tài Discovery.